Mặc dù tình hình kinh tế thế giới khó khăn, nhưng năm 2021-2022, Thái Bình đã có những kết quả nổi bật trong công tác thu hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI năm 2021 là 540 triệu đô la Mỹ, năm 2022 là 445 triệu đô la Mỹ, góp phần đưa Thái Bình vươn lên xếp thứ 15-16 của cả nước về thu hút FDI năm 2021-2022. Riêng năm 2022, nếu chỉ xét vốn FDI cấp mới, Thái Bình nằm trong top 10 của cả nước. Đó là do sự nỗ lực quyết tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự đồng thuận ủng hộ của người dân doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển khu kinh tế. Với nhiều lợi thế và chính sách ưu đãi, Thái Bình luôn chào đón và cam kết đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín, đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình.